Ê, ê, mấy thằng kia, tụi bay la không biết mệt hả? Tụi bay ca từ sáng tới chiều biết mệt hả? Ca hoài vậy? Dịch bệnh người ta ở nhà, người ta đủ áp lực rồi. Tụi bay ca hoài, ca dở quá đi. Đừng có hát nữa. Hay ông già mày chứ hay. Trời ơi, tôi đứng đây, tôi nghe mấy ngày nay mày ca hoài. Ăn nhậu tối ngày, ca hát hoài. Điện công an xuống bắt mày bây giờ. Tắt đi. Quá chị ra nữa nè. Chết cha mày tao nè. Mấy thằng chó. Trời ơi, trời kêu năm hồi mười hiệp không tắt đi. Chiều rồi cho tao ăn cơm, ăn nước, tắm rửa gì nữa. Tối ca tiếp. Má, nó không chịu tắt chạy ra nữa. Ê, mẹ ơi, cái thùng lô kéo kéo bao nhiêu bán em mua lại nè. Bao nhiêu cũng mua, mua lại luôn. Cái anh gì đó ơi. Anh ca hay lắm. Má, chạy ra nữa. Anh ơi, giọng anh ca rất hay. Đi thi giọng hát Việt Nhí được rồi đó anh ơi. Nhưng mà em vẫn rất tiếc cho anh là anh không đi được đâu vì em điện công an rồi. Alo alo, bữa nay có nhậu không? Nói tao biết, tính tao lên mồi lên bê gì nè. Alo alo, các con của tôi có nhậu không? Có dẫn bạn bè lại không? Là tao biết tôi vô bếp làm mồi nè. Alo alo, có karaoke hát với nhau gì không? Là tao biết tôi sạc cái thùng loa kẹo kéo nè. Alo alo, nó hết pin rồi. Alo alo, có cần tài trợ tiền nhậu gì không? Alo alo, để tôi biết tôi chi ra nè. Alo alo, hôm nay có nhậu với cà ri, thịt hầm gì không? Gà nấu đậu phộng gì không? Những món truyền thống có nấu không? Alo alo, hôm nay có dẫn bạn gái về nhà chơi không? Alo alo, hôm nay dẫn về nhà mấy đứa, có bà con đùi đầu xanh đầu đỏ đầu vàng gì không? Nhậu xong có cần rửa chén rửa bát gì không? Tôi rửa cho. Có cần lau nhà dọn phòng gì không? Alo alo, bữa nay có ăn cá lóc nướng gói bánh tráng gì không? Nó chạy đi mua nè. Các con lại nhà chơi, đề nghị lễ phép lịch sự, giữ im lặng, không gây ồn ào, không ca hát đập chén đập đũa, đặc biệt là không chữ thề nói tục cãi nhau, dù uống ít uống nhiều uống trước uống sau, đi toilet ối ỉa đái gì đó nhớ vợ cầu, không được để nguyên, giới nghiêm 10 giờ giải tán, không được lôi kéo uống thêm. Nhậu thì mỗi người mua bia mua mồi hoặc là hùng tiền lại với nhau chia với con tôi, đi làm cực khổ, đừng để nó trả mình nên tội nghiệp nó. Nhà có mỗi thằng con trai ai thương cả luôn. Trời ơi, có lương rồi, cái gì đâu mà im gu hoài. Chơi đi, có gì đâu mà ngại. Chơi hết tiền đi rồi mình làm tiếp. Bữa nay có mấy em học sinh ngủ lên ba kìa. Vừa bỏ áo dài ra mặc quần đùi vô kìa. Trời ơi, cái đùi nó trắng bóc à anh em ơi. Có tiền không chơi, tại trời làm cực khổ có tiền phải chơi chứ. Rồi ok, một thằng hùng vô một sĩ. Nhậu sương sương đi rồi anh em mình đi karaoke nhảy nhót nè. Trời là trời tới lắm rồi. Alo alo, tập trung anh em ơi, tập trung vô, tập hợp nè. Anh em đã sẵn sàng chưa nào? Kẹo ké cằn cỗi chuẩn bị lên đồ chưa nào? Có phòng bãi luôn chưa nào? 1 2 3 4 2 3 1. Yeah. Chắc nó nhỏ một cái, tôi không đi làm cho nên tôi không có lương, tôi không có tiền bao nghe. Đó, chiến dịch của chúng ta hôm nay là gì? Chiến dịch của chúng ta hôm nay là gì? Chúng ta phải đổi cảnh thôi anh em ơi. Cảnh cũ chơi hết vui rồi. Chủ nhật thì ai cũng biết rồi đó. Hôm nay là chủ nhật thì ai cũng biết rồi đó. Ở nhà nhậu hoài, bà già bà chửi quá trời chửi ơi. Ra ngoài ruộng, ngoài hè, ngoài đồng, ngoài bãi chơi thôi anh em ơi. Đổi chiến dịch ngay thôi anh em ơi. Vâng, bây giờ đây anh em hãy thu xếp đồ đạc lên thuyền với chúng tôi. Bây giờ đây anh em hãy cùng tôi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị mồi, bia, nước đá, khăn lạnh, nước ngọt và một số dụng cụ chơi xì ke, nỏ hay là bình si sa, vân vân, mây mây, dao, kéo để cắt thịt hoặc là chặt đào lá chuối để mình lót ngồi. Anh em hãy hướng về ngày chủ nhật cho tôi. Chủ nhật muôn năm, quang vinh muôn năm. Và nhớ chuẩn bị vài cái giỏng, khi nào anh em ta long dởn thì chúng ta lên giỏng thôi. Mẹ nó hết tiền mẹ nó rồi. Trời ơi, 3 triệu mấy mới đây xài trơn rồi. Tôi còn nhiêu tiền, chịu đủ mua 2 lon bia không? Còn có mấy ngàn lẻ, không có nào hùng vô nhậu chung chứ. Gom gom còn 25 ngàn mua 2 lon bia, hết 20 rồi. Còn 5 ngàn mua 5 ngàn trả cá viên mẹ nó đi. Gà bà Năm mua thiếu 1 ngàn nước đá nữa đủ chơi rồi. Hỏi cần nhậu chung với nào chứ, một mình vẫn vui. Không ngờ mình lại có ngày này, trời ơi cái ngày hết tiền rồi. Trời mẹ nữa, trời cho nhiều ăn nhiều, tới đâu tính tới đó. Bây giờ trước tiên là chiều nay phải có 2 lon bia uống nè. Chiều nay đi làm về mà là phải đóng 2 lon bia vô cho nó dễ ngủ, chứ không thôi đi chằn chọc hoài, lăn qua lăn lại hoài, nhức mình nhức mẩy lắm. Má, vì gì con bạn mình nó hùng tiền nó mua nửa thùng bia thì ngợi qua biết bao nhiêu rồi. Má, bạn mình đi đâu trơn trời.